Zona Sue, người phụ nữ ám ảnh vùng Greenbrier. Zona Sue là nỗi sợ của không ít dân vùng Greenbrier, miền Tây bang Virginia. Bà bị người chồng độc ác vũ phu của mình, Erasmus, sát hại vào năm 1897. Bà bị đánh đến bầm dập cả người và gãy cả cổ, nhưng không một ai tìm ra được bằng chứng để buộc tội người chồng thô bạo kia. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Erasmus đã bị bắt giữ và kết án. Người ta đồn rằng do chết quá oan khuất, Zona đã báo mộng để người mẹ trình báo với cảnh sát các chứng cứ điều tra.